Toyota mới đây tuyên bố, họ đã tạo ra một bước đột phá về công nghệ khi phát minh ra một loại pin thể rắn, có khả năng cung cấp phạm vi hoạt động lên tới 1.199 km, đồng thời được sạc lại hoàn toàn chỉ trong vòng 10 phút. Ông Keiji Kaita, chủ tịch trung tâm nghiên cứu và phát triển về trung hòa carbon của Toyota cho biết, đối với cả pin thể lỏng và thể rắn, pin trên các xe điện hiện tại có kích thước quá lớn, nặng nề và đắt đỏ. Trong tương lai, chúng tôi đặt mục tiêu khắc phục một nửa hoặc tất cả các yếu tố này, ông Keiji Kaita cho biết. Ngày 5 tháng 7, nhà sản xuất ô tô đến từ Nhật Bản cho biết, họ đã đơn giản hóa việc sản xuất vật liệu được sử dụng để sản xuất cả pin thể rắn và thể lỏng. Điều này sẽ cho phép hãng giảm một nửa trọng lượng, kích thước và chi phí của các bộ pin được trang bị trên mỗi chiếc xe điện. Pin thể rắn được coi là bước hợp lý tiếp theo trong quá trình phát triển xe điện vì chúng được coi là an toàn và đáng tin cậy hơn so với pin lithium dần sử dụng chất điện phân dựa trên chất lỏng, nhưng đồng thời chúng đắt hơn nhiều và khó sản xuất hơn. Một số công ty khởi nghiệp như Solid Power, Quantum Skip, Factorio và Stordot đã làm việc để làm cho pin thể rắn có giá cả phải chăng hơn và dễ sản xuất hơn, nhưng cho đến hôm nay, các sản phẩm của họ vẫn chưa được trang bị cho bất kỳ chiếc xe điện mới nào được bán trên thị trường. Tuy nhiên, giờ đây, Toyota cho biết họ tin rằng họ có thể đơn giản hóa quy trình sản xuất, có khả năng làm cho pin thể rắn dễ sản xuất hơn so với pin lithium dần. Nhà sản xuất ô tô đến từ Nhật Bản vốn bị nhiều người đam mê xe điện nói rằng đã chậm trễ trong quá trình điện khí hóa hoàn toàn dòng sản phẩm của mình. Tháng trước, hãng đã tiết lộ một kế hoạch lớn nhằm thay đổi trọng tâm từ xe ICE sang xe điện, trong khi vẫn giữ các loại xe hybrid, plug-in hybrid và các phương tiện chạy bằng hydro còn sống. Là một phần trong kế hoạch của mình, họ muốn xây dựng một kiến trúc hoàn toàn mới chỉ dành cho xe điện để tạo ra một loạt các phương tiện mới từ năm 2026, bao gồm cả một chiếc SUV 3 hàng do Mỹ sản xuất sẽ được đưa vào sản xuất vào năm 2025 với pin có nguồn gốc từ Bắc Carolina. Hơn nữa, nhóm nghiên cứu xe ô tô ước tính rằng họ sẽ có thể tạo ra một loại pin thể rắn tiên tiến, có khả năng cung cấp phạm vi hoạt động hơn 900 dặm, 1.448 km sau năm 2028, một phần nhờ vào những chiếc xe nhẹ hơn, ít phức tạp hơn và có ít bộ phận hơn. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.